Xin chào các bạn, hôm nay Bạn Trẻ TV sẽ giới thiệu với các bạn về ve sầu, loài đặc trưng của mùa hè. Mỗi khi nhắc đến ve sầu thì điều đầu tiên mỗi chúng ta nhớ đến có lẽ là tiếng kêu của chúng. Ve sầu được tạo ra tiếng kêu đặc trưng loài này bằng các màng rung trên bụng của chúng. Không phải tiếng kêu của cá thể ve sầu nào cũng giống nhau. Có ve sầu kêu to và có ve sầu kêu nhỏ. Giống như con người, côn trùng có những tiếng kêu khác nhau khi muốn cảnh báo nguy hiểm hoặc khi muốn thu hút bạn tình. Những chú ve sầu thường chỉ xuất hiện trở lại vào một thời điểm xác định, còn phần lớn thời gian trong năm chúng sẽ án binh bất động. Trên thế giới có khoảng 3.000 loài ve sầu khác nhau, nhưng chỉ có một số loài có đặc điểm này, ví dụ như loài ve sầu có vòng đời 17 năm. Những loài ve sầu còn lại xuất hiện mỗi năm một lần và đặc trưng nhất là loài ve sầu xuất hiện hàng năm vào giữa mùa hè. Sau khi giao phối, ve cái đào những rãnh nhỏ lên vỏ các cành cây và đẻ trứng vào đó. Ve cái có thể làm nhiều lần như vậy cho đến khi nó đẻ hết vài trăm trứng. Khi trứng nở, ấu trùng ve rơi xuống và đào sâu vào trong đất. Hầu hết các loài ve có vòng đời từ 2 đến 5 năm. Một số loài có vòng đời dài hơn nhiều. Có loài có vòng đời 17 năm và đôi khi là 13 năm. Những vòng đời dài như thế là một sự thích ứng để chống lại các loài ăn thịt ve như loài ong bắc cầy ăn ve và bọ ngựa, bởi vì các loài ăn thịt này không thể thường xuyên xuất hiện đồng thời với ve. Từ trong những quả trứng, ve sầu con nở ra và trở thành những chú ấu trùng nhỏ, chúng tự đào đất để hút chất dinh dưỡng từ rễ cây nuôi cơ thể. Vào những giai đoạn đầu đời, trước khi trưởng thành, ve sầu con thường trú ngụ dưới lòng đất. Quá trình lớn lên của một con ve sầu thường kéo dài vài năm. Phần lớn cuộc đời của ve là thời kỳ ấu trùng ở dưới đất với độ sâu khoảng từ 30cm đến 2,5m. Các ấu trùng ve hút nhựa rễ cây và có những chân trước đào bới rất khỏe. Một bầy ve sầu lớn có thể gây hại tới các cây non bằng cách hút nhựa cây và đẻ trứng trên đó, nhưng với các cây cổ thụ thì ve sầu sẽ không thể gây tổn hại gì lớn. Khi đến giai đoạn chuyển tiếp cuối cùng để kết thúc thời kỳ ấu trùng, những ấu trùng ve đào một đường hầm lên mặt đất và chui lên. Sau đó, chúng lột xác lần cuối trên một cái cây gần đó và trở thành ve trưởng thành. Vỏ xác ve sẽ vẫn còn nằm đó và gắn vào vỏ cây. Ve sầu lột xác để cơ thể chúng phát triển lớn hơn trong từng giai đoạn mới của vòng đời. Chúng có thân hình mập mạp, cái đầu lớn, cánh của loài này mỏng, trong suốt cùng đôi mắt to. Từ xa xưa, côn trùng đã được con người yêu thích. Chẳng hạn như ở Trung Quốc cổ đại, côn trùng được coi là biểu tượng của sự tái sinh. Một số loài ve sầu có thể tạo ra tiếng kêu lớn tới nỗi mà dù ở cách xa hàng dặm chúng ta vẫn có thể nghe thấy. Ve sầu với những bản hoa tấu inh ỏi trên những tán cây là một phần không thể thiếu của mùa hè. Nhưng phần lớn mọi người đều không biết rằng, ve sầu còn có những khả năng vô cùng đặc biệt, có 102 trong thế giới côn trùng. Ve sầu được mệnh danh là bậc thầy toán học trong giới côn trùng. Ve sầu Bắc Mỹ có chu kỳ giao phối 17 năm, không cùng thời điểm với bất kỳ sinh vật nào trên trái đất. Điều này giúp chúng không trở thành con mồi của kẻ thù, do không có loài săn mồi nào có thể làm quen với chu kỳ đó để ăn thịt chúng. Cánh của ve sầu sở hữu một ma trận các gai cùn có kích thước nano có khả năng tiêu diệt mọi vi khuẩn bám vào ngay cả khi nó qua đời. Ve sầu là nguồn cung cấp protein tuyệt vời cho con người. Hàm lượng protein trong ve sầu cao gấp 3,5 lần so với trong thịt bò và gấp 6 lần so với trong cá chép. Ve sầu kêu vào mùa hè do đây là mùa sinh sản của chúng. Những con ve đực sẽ phát ra tiếng kêu để mời gọi ve sầu cái đến làm bạn tình. Và chỉ có ve đực mới phát ra tiếng kêu, chúng phát ra âm thanh từ dưới ngực và bụng, chứ không phát ra từ việc cọ sát đôi cánh như những loài côn trùng khác. Ve sầu không chích, không cắn và vô hại đối với con người. Nhiều người ăn ve sầu và coi như một đặc sản. Ve sầu cũng được dùng làm thuốc đông y này. Loài vật này thật thú vị phải không nào? Hy vọng những thông tin trên hữu ích với các bạn, nhớ nhấn like và đăng ký để xem tập tiếp theo nhé.